Behind me! Holy Dragon has been defeated! Closer! Ultimate! Closer! Into the shadows. An enemy has been defeated! OK, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là Nơm Hạt đấy. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Mơn Gác. Lâu rồi mới quay trở lại với vị tướng này. Một chất tướng gây ra cái độ khó chịu dành cho team Medic. Quay, đầu trận bị tém Medic là thế núp anh em ạ. Nhưng mà với chất tướng Mơn Gác thì đầu trận khá là khỏe, nên là không ngại va chạm dành cho lắm. Cái tốc biển này mình cũng chưa cần dùng đến. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về Mơn Gác, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này, thì anh em cùng mình theo dõi. Ở trận đấu này thì tem bên bạn có Kến, một chất tướng sát thủ. Nhưng đối với Mơn Gác lên cái lối trang bị theo thiên hướng, gọi là có đồ thủ nữa ấy, thì sẽ không sợ Kến của tem bên địch sộc đám nhá. Với khả năng hồi phục này, với khả năng trâu bo, với khả năng bục giáp ảo đến từ phù hiệu, bục giáp ảo đến từ chiêu cuối, thì thực sự đó là để kiến tém địch sốc đám được Mơn Gác vô cùng khó luôn. Mình thì đảo gánh ở khu vực đường rông nhẹ tí rồi quay trở về thôi. Hiện tại thì vẫn chưa lên được level 4. Đối với Mơn Gác thì lên được level 4 mới khỏe được ấy. Đối đầu với mình bên kia là Illumia. Illumia thì sải tay nó dài hơn mình, khả năng kiểm soát tâm nhìn sẽ tốt hơn đến từ thân trần. Tất nhiên thì vị tướng nào cũng vậy, đều có điểm mạnh và điểm yếu thôi. Bây giờ thì mình lại tiếp tục xuống đấy để gánh đường rông. Nhưng mà hiện tại tem địch đang ở trong trú, nên là chắc là ăn con rông này là phương án tối ưu nhất dành cho team bên mình. Rồi, và bây giờ thì sông đã thuộc về team bên mình rồi. Tại bên địch đang ăn ta thân xế giá thì pha này sẽ lên hỗ trợ nhá. Vẫn ca tại mình còn một tí máu nữa. Vẫn ca đã phải lên bảng điểm số rồi. Pha này bắt luôn. Đó là dán của team bên địch này. 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm rồi này. 5 điểm người tài giật độc một phát lên bảng điểm số và hai người lên bảng điểm số luôn. Double kill dành cho Aoi team bên mình. Rồi, kến của team địch đang ở đâu đấy? Ôi, có điểm nội tài đấy, chắc chắn gần đây rồi. Và này tốc biển trời luôn này. Này thì kến, này thì kến, này thì kến này. Và kến lên bảng điểm số. Phát đầu thì quang chiêu 2 mò thôi. Nếu mà anh em quang chiêu 2 á, mà nhận thấy trên đỉnh đâu có điểm nội tài phạt là chắc chắn sẽ có tướng địch. Rồi, bây giờ mình sẽ đó là ulti và cướp được đó là con búa sánh. Mơn Gác mà có búa sánh thì cả chả khác nào nhân đôi sức mạnh cả. Vậy kín của tem địch lại định bắt mình à? Áo ấy hỗ trợ với này. Kín của tem địch lùi về rồi anh em ạ. Đối với kín thì có lẽ trận đấu này bắt gión của team bên mình, xa thủ team bên mình là phương án tối ưu nhất. Bởi vì kến vẫn là mẫu chất tướng bắt các vị tướng đó cực kỳ là hiệu quả. Uầy, thôi xong rồi, pha này thì toáng rồi. Gặp ngay gọi là một người, hai người, ba người của team bên địch. Và mình và Aoi lên bảng điểm số rồi. Thủy thần của Crab được bật lên, nhưng mà cũng không thể chống chịu lại đó là sức sát thương của hai gia tế. Khi mà hai gia tế thì mang trong mình gọi là đám chuẩn. Vẫn ca tay mình thì cũng bị gọi là đuổi và lên bảng điểm số rồi. Thến của tem địch đang khá là thấp máu, nhưng mà với chất tướng thến thì khá là trâu bo, vẫn đang còn nồi tài hồi máu nữa.
và hồi gọi là gần đầy nửa lượng máu rồi. Bây giờ thì sẽ ép luôn cái trụ này nhá. Hiện tại thì đã trải qua phút thứ 4 rồi. Cái trụ ở đường ta thân thì tí bên mình thì chắc bị gián lấy. Thì tí bên mình sẽ ép cái trụ đường rồng này. Kến của tem đây thì vừa ăn được áo ấy của tí bên mình. Đang bùa sánh những pha này thì không biết có dự cướp được con bùa sánh hay không. Sợ khó rồi. Tem đích đang tập trung ở đấy. Chơi luôn FP ơi. Chơi luôn này, quật luôn này. Rồi, nắm điểm nội tài rồi nhé. Mình sẽ tốc biến chơi luôn nhá. Rập độc này, lên bảng điểm số. Bởi vì thế lúc nãy mất nội tài rồi. Nội tài hồi phục mất rồi. Nên là pha đó mình tốc biến lên chơi luôn. Bên cạnh đó thì thế cũng dính nắm điểm độc trên đỉnh đầu đấy. Thì rất độc chiêu cuối sẽ cực kỳ là thấm. Về phần chiêu thức của vị tướng Manga thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất, anh em quáng vào vùng chỉ định như thế này, trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương và làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu. Và chiêu một, anh em có thể tích tử tối đa đó là 3 lần nhá. Và chiêu thức thứ hai, thì anh em sử dụng vào vùng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Bên cạnh đó thì tích cái điểm dấu ấn trên đỉnh đầu của Manga. Càng nhiều điểm thì hồi phục máu càng nhiều. Anh em tung trúng một tướng địch thì sẽ có một điểm, hoặc là tung trúng một con lính con quái thì sẽ có một điểm. Nếu mà tướng địch có cùng lại 5 người, anh em tung cho hai phát là full điểm luôn, full 5 điểm luôn. Thế qua đó thì giúp đỡ Manga hồi phục sẽ tốt hơn. Ví dụ bây giờ mình có một điểm này, rồi bây giờ mình tung phát nữa có 2 điểm này, rồi sau này tung thêm phát nữa là có 3 điểm này. Một mục tiêu thì anh em sẽ có một điểm, và qua đó thì hồi phục cũng sẽ tốt hơn. Đây, mình tung phát thế này là trúng hai con quả là có 2 điểm trên đỉnh đầu anh em ạ. Qua đó thì tung chiêu thì giúp đỡ làm Manga hồi phục tốt hơn. Đây anh em thấy chưa, lại hồi máu này. Rồi tung phát nữa lại hồi máu tiếp này. Đó là về chiêu thứ hai. Còn chiêu cuối thì anh em kích hoạt một phát thì rất độc trong phạm vi ảnh hưởng, và kết lượng sát thương của chiêu cuối thì phụ thuộc vào anh em tích được dấu ấn trên đỉnh đầu của tướng địch. Càng nhiều dấu ấn tối đá đó là 5 điểm thì giúp anh em đó là gây ra cái lượng sát thương càng lớn hơn. Còn ví dụ anh em mà không có điểm nào thì giật độc cái lượng sát thương không ăn thua nhá. Nên anh em cố gắng tích điểm nội tài trên đỉnh đầu của tướng địch dành cho mình. Nội tài trên đỉnh đầu của Manga thì giúp đó là hồi phục máu. Còn nội tài trên đỉnh đầu của tướng địch thì giúp đó là giật độc chiêu cuối, cái lượng sát thương sẽ lớn. Rồi bây giờ thì có một phá giáo tránh đây, anh em thấy thì phá này giật độc một phát này, tiền một người lên bảng điểm số rồi, tiền hai người lên bảng điểm số. Kến của tem địch cùng lùi lại một phát trao đổi, đó là một đổi hai. Khi mà dọn tem mình thì cùng bị dán của tem địch ép và bắt phải lên bảng điểm số. Và Manga có một điểm mạnh nữa là đối phương mà dính đó là độc ấy, Manga ấy, thì đó là sẽ bị giật độc từ từ. Nhiều khi đó là chỉ còn vài trăm máu đối phương vẫn có thể chạy được, nhưng mà cuối cùng thì lại vẫn phải lên bảng điểm số. Rồi pha này mình tốc biến này, giật độc này, nhưng mà hiện tại thì máu của mình cũng khá là thấp rồi. Thì mình tưởng là ăn được mạng của kế này không được, thế của tém địch đuổi theo và mình phải lên bảng điểm số. Tưởng là pha đỏ lao lên là ăn được hai mạng ngon rồi. Cái này là vẫn chưa đủ đàm anh em ạ. Kến của tém địch thì vẫn lùi về được. Hơi lồi thôi, hơi hổ báo một tí thôi. Thế trận hiện tại thì cũng đang khá là hòa hoãn dành cho hai bên thôi. Vẫn cao tém mình thì bây giờ cũng khá là khỏe rồi. Áo tém mình thì cũng bắt được mà của bị tém địch, nhưng mà áo cũng bị hai gia tế tiền lên bảng điểm số. 16-10 dành cho hai bên. Về thế trận thì nói chung hai bên thì cũng khá là hòa hoãn. Còn ở giai đoạn cuối trận, nếu mà tém mình dọn được xả sát thương thì lượng sát thương của tím mình sẽ tốt. Còn nếu mà dọn không xả được sát thương thì cũng chưa biết mèo nào cắn mèo nào, bởi vì tém mình bàn hai gia tế cũng là một chất tướng trí tánh tổ trách. Bây giờ lấy được cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa rồi. Nói chung cứ ép từ từ thôi, cũng không cần vội, chậm mà chắc.
thân trần của Illuman dùng. Ôi thôi xong rồi, pha này bị nó là tém bên lại bắt rồi anh em ạ, giật độc chiêu cuối luôn này. Pha này thấp máu hết rồi kia, ui con tí máu hết kia, đúng rồi, ăn được một người, ăn được hai người, ăn được ba người luôn anh em ạ. Một pha trao đổi thì 4 đổi 3, hơi lỗ thế dành cho team bên mình một tí. Triều vẫn đang đuổi theo nhưng mà bị thêm tém địch gọi là ủi ra rồi, nên là chắc lẽ là cũng không được. Một pha giao tránh ở hàng rồng khá là cắn khi mà hai bên thì không bên nào ăn được rồng cả, mà đều phải bỏ lại đó là những cái điểm hạ gục. Thì đối với Manga thì làm thế nào để tích điểm nội tài trên đỉnh đầu của tướng địch, đó là anh em sử dụng chiêu 1, chiêu 2 hoặc là các đòn đánh thương thì sẽ tích điểm nội tài trên đỉnh đầu của tướng địch nhá. Đây ví dụ như pha này chẳng hạn này, có 1 điểm này, có 2 điểm này, 3 điểm này. Ok, pha này thì mình sẽ tích điểm này, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm này. Rồi pha này chuẩn bị giật độc này, chạy đâu bạn ơi, 5 điểm rồi nhá, giật độc một phát lên bảng điểm số này. Rồi chúng có 5 điểm thì cái lượng sát thương đó nó sẽ được tối ưu nhất. Rồi thến của tem địch ủi nhưng mà ủi không thành công. Ok, kiếm của tem địch vào bắt mình nhưng mà bị mình gọi là áo nhầy anh em ạ. Khi mà anh em thấy thì với phù hiệu thánh thuần, bên cạnh đó thì chiêu cuối của mình kích hoạt búp thêm một lớp giáp ảo nữa và áo nhầy được vị trí của kến tem địch và người lên bảng điểm số là kến chứ không phải là mình. Nói chung mà ra khi lên build đồ này thì gần như kính cho em rất rất khó để sốc đám ấy, nếu mà anh em đang có một cái lượng máu tốt. Bởi vì thứ nhất là anh em có mặt nạ Beric này, có búp giả về phù hiệu đến từ chiều cuối nữa. Bây giờ thì em một sánh của tém địch vẫn còn, thân trần của Illumia được sử dụng, kính thì đang bắt vào mình nhưng mà vẫn chưa đủ cái lượng sát thương. Mình thì đang còn khoảng 2000 máu nữa. Illumia tém địch mất tốc biến, mình bật đó là cái siêu hồi máu, quay trở lại quán hồi phục máu. Rồi Illumia tém địch thì vẫn đang đuổi theo, dính 5 điểm độc, giật độc một phát lên bảng điểm số. Chưa cái tôi bắt mình, kiến tém địch đang có ý định bắt mình tiếp, sử dụng đó là chiêu cuối vào nhưng vẫn chưa đủ cái lượng sát thương. Và anh em thấy thì tém địch lên bảng điểm số cả Illumia và kiến luôn. Có lẽ là hơi dành cái sự yếu mến dành cho mình hơi quá. Và cuối cùng thì tém địch lên bảng điểm số chứ không phải là mình. Pha đó thì cũng khá là may mắn nữa. Và càng đuổi theo thì càng bị giật độc. Bên cạnh đó thì mình có 5 điểm nội tài nữa thì giật độc một phát thì sẽ đó là tốt. Cái lượng sát thương cũng sẽ được gọi là tối ưu nhất. Và khả năng hồi phục của Manga cũng rất là tốt nữa. Kiểu có 5 điểm nội tài trên đỉnh đâu nữa thì lại hồi phục máu càng tốt. Rồi bây giờ thì team bên mình tấn công lên, thân trần của Illumia được sử dụng. Pha này thì kiếm của tém địch đang bắt và bắt được gió rồi anh em ạ. Ok pha này chơi luôn đấy, mình ăn được một mạng rồi nè. Kiếm của tém địch bỏ chạy được nhưng mà cuối cùng cũng bị mình giật độc lên bảng điểm số. Bá đạo mình tốc biến để né cú bảo phi tiêu đến từ hai gia tế, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải lên bảng điểm số. Bởi vì hai gia tế thì vào 6 ấy, nó chơi hết thôi xong rồi. Ôi pha này máy này, Triều vẫn lại hỗ trợ. Triều vẫn bổ long kích vào hai gia tế với cái giáp thống khổ hai gia tế xả đám, nhưng mà lượng máu của hai gia tế lại mất và cuối cùng hai gia tế phải lùi về. Một pha giao tranh thì cũng khá là dài hơi và hai bên thì cũng chỉ là hòa hoãn thôi. Thực tế đối với John thì bị kén bắt thì cũng sẽ rất khó, bởi vì kén thì một chất tưởng sát thủ tạo bất ngờ ấy, nên là bắt gión một chất tưởng kém cỡ đồng vào máu giấy thì khá là dễ bắt. Xíu nữa gión có giáp hồ mạnh rồi liêm đặt mạnh thì sẽ đó là dễ chơi hơn á. Cũng đang khá là cắn keo dành cho hai bên anh em ạ. Rồi kín tem đích lại đó là đinh bắt xa thủ tím bên mình nữa. Rồi Excalibur của thến được sử dụng, ao tem mình lên bảng điểm số mất tiêu rồi. Kín lại bắt rồi xa thủ tem mình không được chơi game luôn. Ok, giật độc một phát này, mình ăn được mạng của kênh thôi. Vẫn đang đưa xả thương và ăn thêm mạng của gián nữa.
Hay quá, một pha giao tránh ấy, 3 đổi 3 dành cho hai bên. Nãy giờ giao tránh cứ gọi là 3 đổi 3 rồi 4 đổi 3 rồi 4 đổi 4 này. Rank hấp dẫn luôn. Nhưng mà nãy giờ thì gần như dọn tay mình rất khó để chơi game ấy, toàn bị kén của tém địch bắt đầu cả. Chỉ cần một pha giao tránh mà dọn tay mình có trên bản đồ là chắc chắn sẽ hiệu quả. Bởi vì tầm này thì chỉ có dọn mới gọi là gây ra cái lượng sát thương cực tốt, đặc biệt là vào thến. Còn mình thì gây sát thương vào thến thì cũng không phải là sát gây và đập sốc đam nhanh được. Sát thương thứ tư thì mình thoải mái ăn chứ. Còn bình thường mà để sốc đám vào thế thì chắc chắn không thể, bởi vì thế có những món đồ trấu bò có thêm hơn trước trói kháng phép nữa, vô cùng khó. Áo ói có tém địch à, tém mình thì đang bắt vào tướng địch vẫn và bắt được, đó là bị tém địch nhưng mà cũng phải lên bảng điểm số. Dán có tém địch lao lại, mình bật cái quả cầu băng sứ để né sát thương, tốc biến lùi lại né sát thương, quay trở lại xả sát thương, rồi giật độc vào đợt chiêu cuối và dán của tém địch đã phải lên bảng điểm số. Máy quá, một phá hỗ trợ kịp thời đến từ FP Tem and Ming. Và cuối cùng thì mình vẫn đã còn trên bản đồ. Tuy là chỉ còn một chấm máu nữa nhưng mà phá một tí lại có thể đầy cái máu nhá. Bây giờ mình có 5 điểm nội tài như thế này rồi thì phám đó là một tí rồi, bây giờ lại đầy cái máu rồi. Anh em thấy chưa, chỉ cần phám một tí sóng con bùa với sóng con quái là anh em đầy cái máu và không cần biến về nữa. Hiện tại thì có giáo tránh và tím đi cắn được rồi, là con ta thân xế xá rồi anh em ạ. Và tím bên mình thì cũng phải lên bảng điểm số 2 người rồi. Bởi vì phá tranh chấp đó thì tím mình kiểu dưng mà. Thôi thì cũng nói chung cũng ổn thôi. Tím bên mình nên nói chung mất 3 đường thì khả năng đẹp trù cũng tốt. Chứ đừng có nói chỉ mất đó là con ta thân xế xá. Bởi vì có gió này rồi có thêm mình rồi này. Uầy, đừng té mình bốc hơi nhanh thế. Vừa mới lao lên và chưa kịp làm gì thì bay mau rồi. Cơ rep té mình chấm hỏi, chấm hỏi. Rồi giòn té mình thì bắt đầu gọi là chửi rồi. Hỏi té mình bảo éo. nó tốt rồi, bắt đầu chửi nhau rồi anh em ạ. Thôi tập trung chơi đi, chứ tâm này là tâm cực kỳ là quan trọng. Áo ai tém địch thì bảo thích. Ôi, mấy ông này bắt đầu gọi là khiêu khích nhau rồi. Không tổ tránh em ạ. Ai ép cá đi rồi làm gì nhau đây. Nó tốt rồi. Tâm này là tâm cực kỳ là quan trọng này. Thiếu một người thì vô cùng khó đánh luôn. Bắt đầu từ ái nhau rồi đấy. Rồi hiện tại thì có giao tránh. Sau này thì ăn được màng của dán rồi. Cơ rep, triều vấn và gión tay mình đã phải lên bảng điểm số. Với lời thế con ta thân xế giá nữa, anh em đấu hỗ trợ mình với. Rồi xong rồi, chỉ có mỗi mình trên bản đồ nữa anh em ạ. Rồi, Illumia này, kến này, kến đòi bắt mình à. Hôm nay thì kến này, kến không sốc đám được đâu anh em ạ. Với những món đồ này thì kến không sốc đám được mình đâu. Nhưng mà để đẹp được mấy con đề ta thân xế ra này cũng hơi vất vả. Thế giờ mình lên đó là cái giáp hồ mình nữa thì sẽ không sợ kiến tem địch sốc đám nữa. Tí bên mình thì đáng chửi nhau rồi. Không tốt, không tốt. Với phần trang bị dành cho man gà thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì sẽ lên dây kiến cương kháng hiệu khống chế. Món đồ thứ hai thì sẽ lên mặt nạ Berit được sát thương. Món đồ thứ ba thì sẽ lên sách túi hồn giảm khả năng hồi máu của tướng địch. Món đồ thứ tư thì lên băng nhận. Món đồ thứ năm thì sẽ lên một món đồ xuyên giáp phép đó là trường hồn mãn. Và cuối cùng đó là quả cầu băng sướng hoặc là giáp hồ mình thôi. Nói chung lính đồng, món đồ cuối thì lính đồng dành cho mình. Còn về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng thánh thuần rồi. Bảng ngọc thì sẽ sử dụng bảng ngọc như sau: ngọc đỏ cống phép và xin giảm phép, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh tốc đánh và xin giảm phép nhá. Đó là trang bị bảng ngọc và phù hiệu mình dành cho Mangas. Bây giờ về thế trận thì anh em thấy rằng thì cũng chưa biết đó là ai thắng ai cả.
dọn về bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì kiến thêm địch đang lên bảng điểm số nên nó có lẽ là cũng không vấn đề. Chứ tâm này dọn đi trúng chứ đến lẻ phạt là bị tém địch bắt luôn đấy. Ta thân xây giá phút thứ 15 xuất hiện rồi. Bây giờ để xem bắt được tướng địch hay không nhá. Ủi bị Triều Vân tém mình bị thả diêu rồi. Đã là thấp máu, Triều Vân đã phải lên bảng điểm số, mình vẫn đang thả diêu. Sử dụng luôn chiêu cuối 2 giờ tế tém địch thì chỉ còn 1 tí máu nữa. Dọn tém mình được sấy rồi anh em ạ. Mình mất cái giáp hồ mình bán lên liệp vật mình quay trở lại xả ra thương luôn. Dọn tém mình thì vẫn đang còn giáp hồ mình vẫn đang xả được cho thương. Uầy, thấy chưa, nãy giờ giáo tránh gần như anh em thấy thì dọn mất tích, kiểu là bị tém địch bắt á. Và một phát tém địch bắt không thành công, dọn một phát và cuối cùng bị dọn sấy. Quá đa cứu dành cho dọn luôn. Rồi bây giờ thì sẽ đó là bắt luôn gọi là kến này. Và kến đã phải lên bảng điểm số 8-4-19. Cái đi ấy thì phải gọi là siêu bả rồi. Toàn hỗ trợ anh em ạ. Mới nói anh em mình đã nói rồi, gió là cuối trần thì đám rất là to. Chỉ cần gió được xả ra thương thì tém địch rất là khó để chống chịu nổi. Có trận đấu kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye.